Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tạp chí Game Việt Nam. Ở nhà thì các bạn đang chơi màn hình chơi game gì? Đối với mình thì mình đang chơi một chiếc màn hình là 27 inch Full HD, tần số quét là 60Hz và thời gian phản hồi chỉ là 3ms. Nhưng mà nếu các bạn đang muốn nâng cấp cái nhu cầu của các bạn khi mà chơi game lên thì các bạn hoàn toàn có thể chọn lựa được những cái màn hình cận cao cấp với cái thông số kỹ thuật nó tốt hơn rất nhiều. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái màn hình của Acer, nó có cái tên là Nitro VG2. Thì cái màn hình này nó có những thông số rất là tuyệt vời. Ví dụ đầu tiên phải nói kể đến đó chính là tần số quét lên tới 240Hz. Thực sự là mình không thể tin nổi khi mà mình biết đến mức giá của chiếc máy này chỉ là 9 triệu mà đã có một cái tần số quét lên tới 240Hz. Và những thông số khác như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay trong video dưới đây nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi về phần thiết kế đi. Đối với mình thì Acer hiện lên trong đầu mình, trừ cái dòng sản phẩm là Predator, thì đó là những cái sản phẩm nó rất là thực dụng, có nghĩa là nó đều hướng hoàn toàn đến cho người dùng. Những cái thông số kỹ thuật được bổ sung rất là nhiều, tuy nhiên thì về phần thiết kế thì mình thấy chưa ưng lắm với những chiếc sản phẩm của Acer trừ dòng Predator. Cái màn hình này nó cũng như vậy, các bạn có thể nhìn thấy cái thiết kế như thế này ở những màn hình khoảng trên dưới 3-4 triệu đồng của chính Acer luôn. Như vậy chúng ta sẽ không có một cái sự khác biệt nào so với một cái màn hình 9 triệu và một cái màn hình 3-4 triệu. Ở đây thì mình vẫn thấy đó chính là ba cái viền xung quanh trái, phải và trên của cái màn hình này nó cũng khá là mỏng. Thực ra là không phải quá mỏng nhưng mà vẫn ở mức chấp nhận được. Ở dưới thì cái màn hình bên dưới nó cũng hơi dày dày một chút, và rất quen thuộc đó chính là cái logo Acer ngay ở cái phía mặt trước ở cái cạnh dưới này. Và cái chân đế của màn hình này thì mình thấy rằng nó rất là quen thuộc thôi với những cái chiếc màn hình của Acer từ trước đến giờ. Đó chính là một cái chân đế kiểu dạng chân chim như thế này. Và năm nay thì Acer đã bổ sung cho nó một cái màu đỏ đỏ như thế này, nhìn nó có vẻ nổi bật hơn. Và cái chân đế này thì tất nhiên nó vẫn chỉ làm bằng nhựa. Và với cái chân đế này thì các bạn sẽ không thể nào thay đổi chiều cao cũng như là xoay trái phải, mà chỉ có thể là gập lên xuống mà thôi. Ở đằng sau thì các bạn có thể thấy được cái chữ V rất là quen thuộc trên những sản phẩm của Acer. Và chúng ta sẽ có thêm một cái khe tản nhiệt theo dạng quả núi. Và ở đằng sau phía bên phải này thì sẽ là những nút điều khiển, có thêm cái nút joystick để các bạn có thể dễ dàng điều khiển hơn. Một điểm bị cắt giảm nữa trên cái màn hình này đó chính là nó sẽ không có những cái cổng USB bên ngoài để các bạn có thể cắm thêm được phụ kiện. Ví dụ như các bạn đang muốn cắm webcam hay là cắm micro rời thì các bạn sẽ phải cắm trực tiếp vào cây. Chúng ta sẽ không có cái cổng USB đằng sau màn hình để cắm nó đi dây nó gọn gàng hơn và nó đỡ rối rắm hơn. Thì cái màn hình này nó bị lược bớt đi cái cổng đấy. Nói chung về thiết kế thì cái màn hình này nó không quá là ấn tượng. Có lẽ nhà sản xuất muốn tập trung hơn về phần thông số kỹ thuật bên trong để đem tới cho người dùng. Đầu tiên thì mình vẫn phải nói về những cái thông số rất là cơ bản. Ví dụ như là độ phân giải của màn hình này là Full HD và cái kích thước là 25 inch. Chúng ta có một cái tần số quét lên tới 240Hz, nhấn mạnh là 240Hz nhá. Bên cạnh đó thì cái màn hình này nó có thời gian phản hồi chỉ là 1ms ở chế độ mặc định, nhưng mà các bạn vẫn có thể gọi là ép xung nhẹ lên một chút lên tới 0.5ms. Điều này thì nó sẽ cực kỳ quan trọng khi các bạn chơi những tựa game FPS, nó sẽ giúp cho hình ảnh của các bạn mượt mà hơn và nó ít bị kiểu hình dạng bóng ma hay là có những cái chuyển động thừa. Và cái màn hình này nó có độ phủ màu lên tới 99% giải màu sRGB, kèm thêm với đó là cái tấm nền IPS. Cái thông số này thì nó không đem lại quá nhiều lợi ích dành cho những cái bạn mà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, nhưng mà đối với mình là một người chơi game nhiều thì mình thấy rằng cái thông số này nó rất là tốt. Ngoài ra thì vẫn có những tính năng bổ trợ thêm, ví dụ như là G-Sync. G-Sync là một cái công nghệ rất là đáng giá ở trên chiếc màn hình này. Mình biết rằng nhiều bạn cho rằng G-Sync thì hoàn toàn có thể dùng phần mềm để có thể bổ trợ được, nhưng mà các bạn tin mình đi, với một cái công nghệ G-Sync được kết hợp ngay trong phần cứng như này thì nó sẽ đem lại cho các bạn được những cái hiệu quả nó to lớn hơn rất là nhiều. Màn hình này cũng có công nghệ backbone, khi các bạn ví dụ như các bạn xem phim thì các bạn muốn cái màu đen nó sâu hơn thì các bạn có thể sử dụng cái chế độ này. Ngoài ra thì nó cũng có cái tính năng là lọc ánh sáng xanh, lọc đến 80% ánh sáng xanh để giúp cho các bạn cái mắt nó đỡ bị mỏi hơn và nó đỡ bị hại mắt hơn. Một công nghệ nữa được trang bị trên cái màn hình này đó chính là công nghệ chống nháy flickerless. Thì cái công nghệ này nó sẽ giúp bảo vệ thị giác của người dùng khi mà sử dụng trong thời gian dài, tránh tình trạng mỏi mắt và khó chịu. Ví dụ như cái màn hình mình đang chơi ở nhà, mình chơi khoảng 2-3 tiếng, thỉnh thoảng mình còn thấy đau đầu khi mà chơi game quá dài như vậy, thì mình nghĩ rằng chắc là do cái màn hình của mình nó chưa đạt được những cái công nghệ như thế này. Và với cái màn hình này thì mình tin rằng các bạn sẽ có một trải nghiệm nó tốt hơn. Và cũng như những cái màn hình khác của Acer thì cái màn hình Nitro VG2 này nó cũng có cái loa ngoài, mặc dù nó chỉ để chống điếc mà thôi. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái trang bị gọi chung chấp nhận được. A quedar callado. Tú que baja la pistola.
Có lưu ý khi các bạn sử dụng cái màn hình này, đó chính là các bạn chỉ bật lên được cái thời gian phản hồi 0,5 giây khi các bạn tắt di sinh đi. Còn nếu các bạn bật di sinh thì các bạn chỉ có thể để ở 1 mili giây mà thôi. Với mình thì mình thường bật di sinh và cái thời gian phản hồi là 1 mili giây. Như vậy sẽ đảm bảo cho các bạn được cái tốc độ khung hình nó ổn định hơn. Và cũng chia sẻ thêm về cái tần số quét 240Hz thì các bạn thường nói rằng cái tần số quét khi mà 60 lên đến 120 thì ok, vẫn có thể cảm nhận được là nó thay đổi như thế nào. Nhưng mà khi từ 120 lên tới 144Hz thì các bạn gần như không thể phát hiện được cái sự khác biệt của nó. Và mình cũng đồng ý với bạn về cái ý kiến này. Cái mắt của chúng ta nó không thể phát hiện được, không thể pause lại cái khung hình để có thể phát hiện ra là cái khung hình đấy nó chạy như thế nào. Nhưng mà các bạn tin mình đi, cái bộ não của bạn hoàn toàn có thể phát hiện được ra. Khi các bạn chơi nhiều một cái màn hình nó 120Hz và khi các bạn chuyển đổi lên một cái màn hình nó tốt hơn 144Hz hoặc là như cái màn hình này là 244Hz thì cái bộ não của bạn sẽ phát hiện ra rằng nó sẽ thay đổi như thế nào. Khi các bạn chơi game một cái màn hình nó tần số quét cao hơn thì cái cảm giác của các bạn khi chơi game nó cũng tuyệt vời hơn, nó cũng mượt mà hơn. Và khi đó thì các bạn quay trở lại sử dụng cái màn hình 60Hz hay là 120Hz thì nó sẽ không còn sướng nữa. Tổng kết lại thì với màn hình Acer Nitro VG2 thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một cái kích thước 24 inch, đi kèm với nó là Full HD, tấm nền IPS, tần số quét lên tới 240Hz và cái thời gian phản hồi thấp nhất là 0,5 mili giây. Các bạn sẽ có rất nhiều những công nghệ bổ trợ, ví dụ như là G-Sync, Backboot hay là Flickerless. Tất cả những công nghệ đó và những cái thông số kỹ thuật, những trang bị đó thì sẽ đem lại cho các bạn chơi game rất là mượt mà. Ví dụ như mình đang chơi ở đây là CSGO. Với mức giá 9 triệu thì mình tin rằng cái màn hình này là sự lựa chọn hàng đầu trong tầm giá. Các bạn có đồng ý với quan điểm của mình không? Các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhá. Mình là Hải Sinh Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của Tạp chí Game Việt Nam.